Gì vậy? Không có xương rất kỳ không? Mịn không? Lắc kỳ mịn không? Sao da lắc kỳ mịn như vậy lắc kỳ? Coi chừng nha. Coi chừng nha. Nhẹ thôi, be nice. Đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng và dịu dàng đối với lắc kỳ là phải nhẹ nhàng và dịu dàng. No. Thái là kỹ. Trời ơi, coi kìa. Từ từ nha, coi chừng nó kiện cào vô mặt nữa đó nha. Là kỹ be nice. Đàng hoàng với Lucky nha. No, 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 không có đánh Lucky. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Đưa mặt lên hao cái bờ lông của Lucky đi con. Lucky thì không có bờ da nhưng mà Lucky thì có bờ lông. Ừ đó, cái móng vuốt của Lucky đó. Cái gì cái Lucky thiếu thiếu cái gì chứ lông là Lucky không hề thiếu. Lucky có một bộ lông ống ả. No, 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 không được. Đúng rồi. Be nice. Trời ơi. Mở be nice á, không thấy không? Chải đi, chải cho lông Lucky mượt đi. Ừ, chảy xong rồi vuốt nhẹ xong để nằm xuống. Trời ơi, tôi nhầm bên này tới qua bên kia có điện thoại không? Trời, còn coi cái đầu tóc kìa, coi cái đầu tóc kìa, tuột xuống hết rồi kìa. Làm sao ôm rất kỳ luôn hả? Ôm luôn hả? Coi chừng nó ngang, coi chừng nó quào nha. Coi chừng nó nằm lên tay kìa. Trời đất ơi, coi được không? Cô chú thấy chưa, nhiêu đôi bạn thân. Thân ai nấy lo, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, đồ ai nấy mặc, giường ai nấy nằm. Rồi cậu băng đứng mà chọn nhất. Quá luôn, thương quá trời thương luôn coi. Nó làm bộ nó nằm đây cái coi, nó coi cái hành động của Lucky làm sao á. Giám sát đó. Lucky là đang 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 cái máu được yêu thương chứ còn thường thường nó mấy Lucky chạy rồi. Thôi đi đừng có nhảy. Trời ơi, đè lên người ta mỗi ngày đè một mỗi nồi mỗi một nặng hơn. Té nghe, chay chay. Thôi đứng ở ưỡn cái bụng nó ra kìa. Bụng chưa đủ bự hay sao? Trời đất ơi, yêu thương quá trời yêu thương luôn. Tình yêu trong dấu ở chỗ coi coi. Có ơn bất kỳ. Vui không? Vui không? Đã không? Đã không? Đã không? Đã hả? Mệnh không? Mệnh không? Mệnh hả? Làm sao? Ừ, đó, lông không đó. Trời ơi, coi thương em dễ sợ chứ. Cứ coi nè. Nhìn xuống cái đuôi, giờ nằm xuống tới cái đuôi. Mà tao chữ nó kỳ chuẩn bị đây rồi đó. Từ từ nha, nhẹ nhàng nha. Phải thật là nhẹ nhàng mà không chối lá nha. Trời ơi, nó lấy cái đuôi nó kỳ hùng sao mà được không? Vậy thôi, không vậy thôi chứ đừng có hung dính nó kỳ gì con. Thôi được rồi, được rồi, được rồi đó. Nằm xuống luôn đây, nằm xuống luôn, nằm xuống luôn, nằm xuống, đúng rồi, đó, đâu bạn thân nằm đó. Đã chưa? Hả? Lucky cắn con á hả? Ngồi dậy đi, ngồi dậy đi. Dậy đi, mày dẫn đi tắm. Ngồi lên, đi, đi tắm luôn. Đi, đi tắm. Đi. Làm gì á? Trời, làm gì đứng làm duyên nữa. Không bước ra khỏi nhà là qua nhà bà đi đâu rồi sao? 10 lần như chục không có lần nào. Bởi vậy cô chú thấy cái cảnh này thì cô chú quen luôn. Coi cái đầu kìa, cái đầu bác kìa, ngọc cột đó. Cô chú thấy em chưa? Là dép màu cam huyền thoại. Có không, có ai ở nhà không? Nó bắt đầu nhìn vô kìa. Con nói bà ơi, con nói bà ơi bà, nói bà đi, con kêu bà đi, con kêu bà ơi bà, con kêu bà mới mở cửa, bà ơi bà.
Kêu đi, kêu đi. Bà ơi. Phải kêu đàng hoàng chứ có ưa. Ưa ưa, bà có biết gì đâu ưa. Con nói bà ơi bà. Bà. Cháu yêu bà lắm. Nói rồi bà bó tay luôn mà chay. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời cô chú. Cô muốn lấy siêu xe không? Cô muốn lấy siêu xe nha. Mẹ lấy siêu xe xuống cho con nha. Nè siêu xe nè. Nè 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 nè, đừng dở nó ra, lấy siêu xe đi chơi nè. Đi. Đi 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 đi, lấy siêu xe đi chơi nè. Đi ra đây. Lấy siêu xe đi chứ còn đi chơi mấy cái đó làm chi. Đâu có. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đây, rồi, ngồi xuống. Rồi, lấy siêu xe đi. Whistle. Gì? À. Đã chưa cô chú thấy? Cái gì con? Hôm nay là quay chay, mẹ quay chay sớm nè nên là được cái thời tiết nó rất là đẹp luôn. Còn sáng chứ thường thường là hết sáng rồi cô chú ơi. Cô chú thấy chay bữa nay lớn dễ sợ không? Mỗi ngày là nó mỗi lớn mỗi cái trò khác nhau. Thôi bây giờ. Giờ đi siêu xe là không còn ai đỡ lại nổi nè. Xe này có vẻ cực khổ quá. Đó. Giờ là coi như là con người ta là nhấc bổng chiếc xe lên luôn. Xe này là xe không phanh luôn đó cô chú. Thắng là thắng bằng hai cái chân chứ không có phanh thắng. Cái gì đó. Đó, đi ngang qua phải bứt cho bứt cọng cỏ. Cỏ bình yên chay không có muốn. Mà ưng bứt con người ta vậy đó. Lại lên đi, đi. Thôi được rồi, bứt một cọng là được rồi, bứt nhiều quá rồi cỏ héo hết rồi làm sao? Nghiên cứu đây là nhà nghiên cứu cỏ. Xe. Cái gì con? Xe. Xe gì? Giờ nói nhiều lắm mà không hiểu nói gì hết. Thật sự luôn, bây giờ nó nói nhiều lúc nó nói còn không hiểu nó muốn cái gì luôn, chứ phải mà nó chỉ mà cứ nó nói mà mình không hiểu nó nói cái gì là bắt đầu nó khóc. Mới khổ vậy chứ phải. Đó, chay cái đó là cái gì chay? Cái đó là cái gì á? Cái bóng nó quay à? Cái đó là cái bóng phải không? Cái bóng quay à? Trời ơi. Giờ đẩy luôn rồi, bước xuống xe đẩy luôn. Nó cái màn này cứ lặp đi lặp lại miết vậy đó cô chú. Cái gì? Đó, thấy chưa? Cái gì? Nắm tay mẹ làm cái gì? Rồi sao? Con ngồi lên đây mẹ đẩy, con ngồi lên đây mẹ đẩy ha, con muốn con đẩy mẹ. Ngồi lên đây mẹ đẩy nha. Rồi. Đó, con tự đi đi. Con mẹ đẩy con rồi sao mẹ quay cho cô chú coi được. Lại hàng ghế đá xanh tan cây gốc sân trường ngồi không? Lại hàng ghế này ngồi không? Nè, lại ghế này ngồi nè chay. Ồ, ai chạy xe dữ rồi ta. Cô chú thấy không? Giờ là không có một bóng người luôn. Rồi là hàng ghế đá ngồi đi con. Ngồi lên rồi cái mình để hai tay lên chụp hình giống như hai ông bà già xưa vậy đó. Hay là bây giờ mình đi vòng sớm mình chơi đi. Hả? Trời, rồi nó kêu Ngọc mu hết là nó kêu Ngọc đi ra chỗ khác đi đó, nó nói tiếng Anh đó. Chứ là dạo này nó chơi nói chuyện với mẹ toàn chơi in lịch không ha. In lịch for today đồ dữ ha. Dạo này chơi tiếng in lịch không à. Move. Nó kêu đi ra đó. Không phải giỡn với nó đâu. Mới mốt mà nó nói chuyện gành rồi mà nó nói tiếng Anh là nó nói tiếng Anh hơn mẹ nó luôn là. Cô chú coi nó nè. Đó, nói cái gì đó. Đó, thấy chưa? Thôi không có được đi ra đó con. Đi vô lại cái này là parking lot rồi. Rất kỳ đâu. Ồ là kỹ là đi lại là kỹ đi. Đi lại là kỹ đi. Đi kéo vô. Thôi đi lại lắc kỳ đi con. Đi lại chơi lắc kỳ đi. Mê lắc kỳ một cách lạ lùng. Mà lắc kỳ không có mê chay. Bởi vậy cuộc tình cứ chạy trốn tìm miết vậy đó. Theo tình chạy mà chạy tình thì tình theo đó. Là chay với lắc kỳ đó. Chay là theo tình. Là theo kỳ chạy mà chạy kỳ thì kỳ theo. Thôi tự nhiên đi ra đó nữa. Ôi trời đất ơi. Lắc kỳ không có dí con đâu mà con làm y như là lắc kỳ đang dí con nha chay. Chay.
Chạy đi. Coi chừng đó nha. Trời ơi, nó kỳ kìa, con kỳ nhào lộn kìa. Trời ơi, nó kỳ nhào lộn kìa chay. Nó kỳ làm gì vậy chay? Chay thấy nó kỳ, chay thấy nó kỳ vậy chay bị đứng đứng hình, chay ác cua chay đứng hình 5 giây rồi. Nó mặt quá kìa. Chưa thấy mặt chay chưa? Rồi, chay không biết đường nên chay ngồi xuống luôn. Ngồi xuống con nghiên cứu con kỳ này đang làm gì. Mà kỳ dữ vậy kỳ. Chắc nó đang kỳ hòm. cười. Ê, đừng có đập dập đuôi con ta nghe chị hai. Chơi kỳ á. Đâu vô lý không, vô lý không. Vậy rồi cười. Vậy chạy vòng vòng lắc. Đó, để đập chân con ta. Đó, ta chưa. Tao cho nó móc cho té nè. Trời ơi, coi canh canh đi lại đạp đuôi con ta coi được không. Đó, ngồi. Ủa, trời. Té. Gì? Bữa nay sao không thấy bầy dịch đó chay hả? Dịch sao dạo này á, chay về thấy bớt lộng hành rồi. Làm sao? Chay bây giờ đi như là cô đơn nỗi đau vậy đó. Chơi coi bà kỳ kìa, có bà lăn lăn hồi cái mình bây giờ hay rồi thấy không? Kỳ với chay như một á. Sạch không muốn muốn dơ không à. Màu đó màu gì á? What color is that? No, white. Đúng rồi. Rồi giờ đi ra giữ xe. Giờ ra giữ xe rồi đó. What color is that? No. Gray. Rồi giờ đi điểm màu. Rồi hỏi đó đang muốn Ngọc hỏi đó. What color is that? What color? Màu đó màu gì? Màu đó màu gì? À, cái màu này màu gì ta? À, gray. Đúng rồi, chờ đó. Màu đó màu gì? Màu gì? À, màu đó màu gì ta? À, black. Đúng rồi. Đừng có chạy. Giờ nó lại cái chiếc xe khác. Màu đó màu gì trời? What color is that? Màu gì? Màu gì? Nhìn mẹ nè. Màu gì ta? Màu này Ngọc cũng chả biết màu gì nữa chứ phải. Màu này là màu... Thôi đọc đại luôn đi. Brown. Đúng rồi. Màu xịt nhiều cái màu mình không biết đường đọc luôn á. Xe mình đâu? Lại chỉ coi, xe mình đâu con? Màu đó màu gì? White. Rồi, xe đó quay. What color is that? Màu đó màu gì? Màu đó là màu, con nói nè, mày chỉ nè nha. Chỉ đi. Con nói đi silver. No, silver. Silver. Rồi xe tay ra, có cái tay kìa, cái tay dơ kìa. Xe ra, có tay dơ đi. Đó, yêu. Đi ra rửa tay. Đây, đi rửa tay. Đi ra bờ sông rửa tay kìa. Tay dơ rồi. Yêu, dơ quá. Đi ra bờ sông rửa tay. Nhà mình là, cái nơi mình sống là đầy đủ tiện nghi lắm con. Con muốn lên bờ, con muốn xuống nước là nó có liền ngay lập tức. Đi ra tay dơ thì mình chỉ cần đi ra nhẹ cái bờ sông mà mình rửa tay thôi chứ không cần phải làm gì vô nhà chi cho tốn nước trong nhà, hiểu không? Bờ sông đó, sông nước thênh thang đó thì cứ việc ra đó mà rửa tay. Để coi nó có làm giống như cái ý mà Ngọc nói không nha. Đi ra bờ sông rửa tay đi con, tay dơ quá rồi. Con nó hiểu mình đang nói nó cái gì không? Nó mà quẹo phải là đúng rồi đó. Đi ra bờ sông rửa tay lại lên. Không biết nó biết bờ sông là gì không biết. Rồi nó không hiểu rồi. Đi ra bờ sông. Bờ sông đâu? Rồi con nó đi đâu rồi? Bờ sông đâu? Rồi bờ sông rửa tay đâu?
Làm gì vậy? Làm gì lấy tay chống càm vậy? Suy tư hả? Suy nghĩ cái bờ sông là cái gì hết trời? Đâu à? Đi vô nhà hả? Đây, 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 dẫn ra bờ sông rửa tay. Đi, nè, mày chỉ ra bờ sông nè. Bờ sông là ở đây nè. Nè, go out đây. Nè, bờ sông là ở đó đó.